song My Savior's Love. Amen. À, chúng ta đọc con kinh Chúa bài Thank you for the love of God. Cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài. On the first part, ready, sing. All stars amaze in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how we could love it, a sinner and him unclean. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior love for me. For me it was in the garden, he prayed that my will was done. He had no dreams in his own bed, but straight cross of love for mine. How marvelous, how wonderful, yet my son shall ever be. How marvelous, how wonderful, it's my Savior love for me. Ôi tôi đã được đến trong ngày Jesus đã ra rét yêu ai. Lower me.
martial missionary Ezekiel from Tây Ninh. He will share the word of God for us this afternoon. Amen. 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 Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, my good friends. It's okay. Just put it there. Thanks. My good friend, my students somehow. And when he went to, I remember when he went to Tây Ninh to study. And my friend, classmate. Người bạn của tôi cũng như là người học viên của tôi. So I do not know. I speak English or Vietnamese. Okay. Praise God for the privilege this evening to standing here in the great people of God. Và tôi ngợi khen Chúa vì đã có cơ hội đặc ân được chờ ở đây và chia sẻ lời Chúa như gặp gỡ quý con cái Chúa. First of all, I would like to thank everyone who is present here and give my congratulations to your first mission conference. Và tôi cảm ơn đến quý anh chị em có mặt cùng tôi ở buổi chiều ngày hôm nay cũng như là gửi lời chúc mừng lần đầu tiên đại hội truyền giáo. Okay, amen. Are you tired? Anh chị em có mệt mỏi không? Okay, I will try to make it short so we're not tired. Tôi sẽ cố gắng làm ngắn hơn để chúng ta có thể không có mệt. Lola, do you understand English? Yeah. Tagalog, cha? Tagalog, Lola. Filipina? Ah, okay. So, who among you cannot understand English? So, because I can speak. Có ai ở phòng chúng ta mà không có biết tiếng Anh thôi. Right, many. So actually, you no need to translate, so we make it shorter. Đặc biệt là nếu như không có ai. Many cannot speak English. Okay, sorry. Vậy thì trong buổi hôm nay mình sẽ làm một bài ngắn. Okay, tiếng Việt, okay. Ngắn thôi. Trong sách Jude. Okay, open your Bible in the book of Jude, verse 20. Okay, only one chapter there. Verse 20. Amen. Tiếng Việt là gì nhỉ? Jude. Okay, Jude. Nhưng thực chất cái tên Jude, nếu mà dịch chính xác nó phải là Judah. Tại vì tiếng Greek và Hebrew nó phải là Judah. Okay? And let's read verse 20. May I request everyone to stand up? Chúng ta đồng đứng lên và chúng ta đồng mở kinh thánh ở trong Judah đoạn 1 câu 20. Chúng ta đồng đọc cùng với nhau. Okay. Let's read together. Begin. Chúng ta đồng đọc cùng với nhau. But ye beloved, build yourselves for your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Okay, let's pray. Build up your holy faith. Let's pray. Thank you, Father, for your great, for your goodness and mercy and grace. May you help us, Father, Lord, to glorify and magnify your name. May you speak to us that we will learn and we will be changed and apply your word into our lives. May you guide thy servant, dear Lord. Help me to share your word. Not by human power, but the wisdom of the Holy Spirit. That your name be glorified. May all the glory we give to you. We pray on these things in Jesus, our Savior's name. We pray. Amen. Amen. May you sit down, Lord. Okay. Thank you. So I have an interpreter. So in the book of Jude, okay. Jude thì nếu mà dịch chính xác nó là Judah, okay. In Hebrew or in Greek, that is Judah. So there is two Judah in the Bible. Oh, is it plugged in? Ah, okay.
So the first one is Judah is the half brother of Jesus Christ. Đó là Judah mà là em giống như em half brother. Cùng mẹ khác cha của Chúa Giêsu Christ. Okay. So it's hard to translate the English easier, right? And so the second Judah is Judah is the brother of James, and James is the son of James is son of Alphaeus. So this Judah is apostle. Another Judah is a brother of Jesus. He's not apostle. Okay, so whosoever the writer, but we know the author is God. Chúng biết là ai là người viết chiếc sách này, nhưng mà chúng ta biết một cách chắc chắn đó là Chúa là người mà là tác giả. Tác giả của cái cuốn sách này. Okay. So, he wrote this to the believer, okay? We can see in verse 3. Chúng ta thấy trong câu số 3 thì cho chúng ta biết là ông viết cái này cho người tin Chúa. Chúa. Okay. Trong câu 3 là content for the faith in verse 3. It's remind on the believer to be content in the faith. Đó là nhắc nhở cho những con dân Chúa cần phải thỏa lòng ở trong công việc này. Okay. And then after that, he warned people about the corruption teachers. There are many false teachers are going in the world. Cảnh báo cho những con dân Chúa về những sự dạy dỗ sai trái, những đầu lạc. These are not the teachers who teaching wrong, but the teachers who are doing wrong is different with what they are teaching. Những người dạy dỗ sai thì là khác biệt với những người mà thực hành sai. Okay, I will be the one who translate. Okay, so it's hard for me. Okay, next one is he gave some warning of the Lord. The final judgment of the Lord upon the Israel in the wilderness, how they rebel against God, and how God let all of them, the old people, die in the wilderness, and how the fallen angel rebels against God, how the man of Sodom, Gomorrah was destroyed, and how was that? How Satan will conflict with archangel Michael in the body of Moses. Okay. Và Đức và ông cảnh báo với mọi người về những cái gương xấu mà có sẵn, và Đức Chúa Trời đã trừng trị những người Do Thái ở trong cái hoang mạc như thế nào, và Ngài đã trừng trị cái Sodom và Gomorrah như thế nào, và Ngài trừng trị Cain kẻ giết người, hoặc là và hơn nữa còn có Ba-la-m và có cả Korah, những người mà chống lại lệnh đó là quyền của Đức Chúa Trời. Họ chống lại cái quyền, they rebels against God's authority. Họ chống lại cái quyền của Đức Chúa Trời. Và sexual immoral and reject God's messengers. Okay, họ từ chối những con người của Chúa. So, staying among all those evil people, tất cả những người mà làm những cái sự gian ác đó, Jude reminded us to hold, to contend means to fight for our faith. Jude ông nhắc nhớ là chúng ta cần phải chiến đấu cho đức tin của chúng ta. Okay. Và okay, Chúa đứng giữa mọi người một cách như thế nào? Xấu xa thì Chúa nhắc nhở chúng ta là phải giữ vững cái đức tin của mình và chiến đấu vì đức tin của mình. So, next all. Go. Nhiều. Okay, Cain, Balaam, chaos, on those evil things God warning. And we have to contend for the faith. There are three things to do to contend for our faith, but to hold on our faith. Có ba điều mà chúng ta cần phải làm để giữ vững đức tin chúng ta. Number one, pray in the spirit. Number two, stay in the love of God. Number three, looking for the mercy of Jesus Christ. These three things we have to do to keep on our faith. And that's found in verse 20. But ye, beloved, building up yourselves
on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, number one. Number two, keep yourselves in the love of God. Number three, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Cái hỡi anh em, hãy sử dụng đức tin của mình một cách mạnh mẽ, cầu nguyện trong Đức Thánh Linh và giữ chúng ta trong tình yêu của Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự thương xót của Đức Chúa Giêsu Christ trong cái sự đời đời. And the important word is the word yourselves. Building up yourselves, keeping yourselves. You know, in time of life, it's very easy to worship God, praising God when we are midst of Christian. But when you stay alone, khi mà chúng ta ở giữa những người Cơ Đốc nhân thì dễ dàng là chúng ta có thể ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa. When you are alone, surrounded, you are unbeliever. Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều là người không tin Chúa. Rich unbeliever. Thì chúng ta hãy chinh phục những người không tin Chúa đó. No, no. Rich. They are giàu có. We are not rich. They are rich. Mayaman. Okay, mayaman. Mayaman unbeliever. Ikaw bak believer, mahirap. Ikaw bak isa. Don't surround it. Dami unbeliever mayaman. Ini tinhan mo ba? Which on? Thật dễ để mà thờ phượng Chúa, nhưng mà một mình chúng ta ở đây mà thờ phượng Chúa, có một mình một gia đình chúng ta thôi, vừa nghèo vừa khó vừa đói, còn xung quanh chúng ta toàn là mấy người không tin Chúa mà người giàu. Lúc đó giữ vững đức tin nó mới khó. When we stand in the midst of unbeliever, it's hard. And full of temptation, tràn đầy sự cám dỗ. Imagine unbeliever, they wear very nice clothes, coat and coat. In the church we wear long, right? On the body, okay? On young girls, you wear long below the knees, right? But unbeliever outside, they wear just it's not much temptation here, but damn it, temptation when you are alone. Especially when you hold on your phone, open the computer, surf internet, a lot of temptation just psh, psh. The word Jude want us to remind is keeping yourselves, build up yourselves, keeping yourselves. No one help you with that. The pastor cannot, I remind you already. No, he's already preached, but the Holy Spirit is the one with you. You have to have your personal relationship, personal hold on with the Lord. Khi mà chúng ta ở một mình, mục sư không có ở lại gần đó đâu, không có ai ở gần đó, chỉ có một mình với Chúa Thánh Linh nói thôi. Và cái câu quan trọng này là hãy chính mình, yourself, là chính mình với Chúa để chống lại cái sự cám dỗ đó. Amen. Point number one. Point number one, praying in. I think it's too far. Yeah. Okay. Point number one, praying in the Holy Spirit. Praying with sincerity. Sincerity comes from love. Chúng ta phải cầu nguyện với cái sự thành thật. Okay. Thành thật nó đến từ tình yêu. Đừng có như những kẻ giả hình, cứ cầu nguyện mà cứ đứng ngày mà cầu nguyện cho dài. In the church, we pray very long. Sapa hai hindi. When you ask someone to pray for the food in the midst of people, okay? Khi mình hỏi ai đó cầu nguyện cho bữa ăn, cho đồ ăn mà cho nhiều người á, cầu nguyện 5 phút đồng hồ. Pray 5 minutes. But when he stay alone at home, he eat 1 second, thank Lord. Tapos. That's reality. Okay. Romans 5:30. Now I beseech you, of course, Apostle Paul beseeches the brethren, for the love of Jesus Christ's sake and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers
to God for me. What should be for the love of the Spirit? When we pray something, should be out of love, not because someone who is surrounding us will hear our prayer, but because of God is the one who hears our prayers. Okay. Next. Okay. Jesus reminded us also in Matthew chapter 6, verse 5 and 11. It reminds us about the hypocrite prayers, love to pray outside, okay? You see that one, the hypocrite that are praying outside, and the man inside also hypocrites because he did not close the door. Close inside, close your door. Right? Okay. Chúa dạy chúng ta là hãy cầu nguyện, đóng cửa phòng mình lại, cầu nguyện một mình với Chúa, vì Chúa nghe. Okay? God heareth your prayer. And should pray out of love. And next. Okay. Next. Okay. Do not pray with vain repetition. Remember, the Holy Spirit is the one who perfects our prayers. Okay? Do not repeat and repeat and repeat. No. Repeat. What's a little problem? Actually, many times that when I drive motor and I pray, and it was raining, and it's something that really happened in my life that I can feel the grace and the mercy of God in me, and the tears just suddenly come out of my eyes. It's a wonderful moment that you will know with the Lord. Okay? Of course, I cover it. I have visor cover it, so the body will not see that. People will not see that I'm crying. So it's a wonderful thing that when you cry to the Lord, nó là một điều rất tuyệt vời nếu bạn có một thời gian với Chúa và khóc với Chúa, chỉ một mình với Chúa. Nó cái cảm giác nó rất rất là tuyệt vời bạn ạ. Bởi vì chúng ta biết một điều rằng Đức Thánh Linh là đấng và làm cho lời cầu nguyện chúng ta hoàn hảo. It's not us who make our prayer perfect. Even the pastor pray, do not say that pastor pray is more powerful than believer, young believer, newly believer pray. No one has a powerful prayer. The powerful prayer is through the Holy Spirit. The Bible said, likewise the Spirit also helpeth our infirmities, and we know not what we should pray for. If you know what to pray, the Bible is wrong already. Many times we do not know what to pray. Sometimes we asking God, and God said, no, but still asking, right? But the Spirit itself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. Sometimes we cry, and we cannot utter a word to God. But He makes our prayers perfect. Ở trong những người không tin Chúa thì họ nói là họ cúng những cái nhang. Họ cúng làm gì? Cúng là để cho cái khói nó bay lên, nó đưa lời cầu nguyện họ lên trời. Cái nhang bay lên chưa lên tới nóc nhà tan bắn mất tiêu đâu lên trời. Those are just picture. Nó chỉ là cái hình ảnh thôi. Hình ảnh thôi. Mà chính Đức Thánh Linh sẽ làm cái lời cầu nguyện chúng ta lên tận Đức Chúa Trời. There's a power in prayer. God, the Holy Spirit, stay in us. He heareth our prayer. And Jesus Christ, standing on the right hand of God, be intercession, the mediator for us with God. It's a wonderful thing in prayer. Amen. Chúng ta cầu nguyện quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Chứ không những quyền năng mà. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta là làm cho lời cầu nguyện những cái giọt nước mắt chúng ta trở thành hoàn hảo và trở thành lời cầu nguyện hoàn hảo lên trước Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Chúa Giêsu đứng bên phải Đức Chúa Trời và làm đấng trung bảo cho chúng ta với Đức Chúa Trời. Một điều rất là tuyệt vời. Amen. Point number two. Wow, very fast. Yun. Beloved. Yun. That's number two. Number two. Where is it? Number two. Number two. Go back to number two. Yes. Staying in the love of God. God is love and that is His nature. Staying in the love of God.
đỡ hay ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Beloved, let us love one another. Okay, not love another one, huh? Love one another. For who that knoweth God, what? What's that? And for God is, what's that? Let's love one another, okay. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 4:7-8. Amen. Praise God. We all memorize that. But the Bible said, keep being yourself in the love of God. So look at this. Look at this. The love of God is that white circle. Keeping yourself means you have to stand inside the love of God. Do not step outside. So what is the boundary of that one? The boundary of that one is the laws of God, the commandments of God. Jesus said, if you love me, keep my commandments. There is no way to say that, Lord, I love you, accept your command. There's no way of that. If you said you love God, you have to keep yourself in the love of God, means you have to stay in that circle of love. Do not stay out. And stay in means you have to obey the laws of God. Nếu chúng ta nói chúng ta yêu Đức Chúa Trời thì chúng ta phải ở trong vòng của tình yêu Đức Chúa Trời. Mà cái vòng, cái biên giới đó là gì? Biên giới đó chính là cái luật của Đức Chúa Trời. Cái lệnh, cái điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta giữ cái điều răn đó thì chúng ta ở trong cái vòng của Ngài. Nếu chúng ta ở ngoài nói, Chúa ơi, con yêu Chúa dữ lắm nhưng trừ những mấy điều răn này ra nha. Điều này, cái này con làm được hết nhưng trừ một cái điều này ra con làm không được đâu, con làm được khó à. There's no way like that. We have to deny ourselves to stay in the love of God. Deny our own lust. Deny our own righteousness. Our right to stay in the love of God. Everybody loves to travel, right? Travel. And the police love you also. But when you travel, obey the law. Obey the law. Okay? And then, next one. Where is that? Next one. If you love me, keep my commandments, Jesus said. And then next one. Next one. Deuteronomy 11:13. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligent to my commandments, which I commanded you, Moses said, to love the Lord your God and to serve him with all your heart and with all your souls. What? Love the Lord your God. But before you love, what is that? Hearken diligently to my commandments. Right? It's not only love alone, but you have to hear, to obey the commandments of God. And next, thou shalt keep on these commandments unto them which I commanded thee this day, to love the Lord thy God and to walk ever in his way. And then shalt thou add three cities more for thee beside these three. The blessing of God will come when you stay in the love of God. The blessing of God will come. You will stay in the love of God when you obey his command. Amen. And then next one. And when you stay in the love of God, yes, there's trials will come. Thorns. Those trials are just testing of God for your faith. Do not be dismayed. Brethren, many hard things, I believe Brother Paul already know, you know, marriage wife in the first 3 years, a lot of fighting. I believe. Yeah, many trials. And missionaries in the ministry, church worker, những anh em theo Chúa, đặc biệt như anh em Việt Nam,
từ bỏ quê hương mình, từ bỏ nhà của mình để đi lên đây để thờ phượng Chúa. Có rất nhiều sự thử thách, có rất nhiều sự khó khăn. Thức ăn ăn không vô nè, không khí thở không nổi nè, chật quá nè. Dưới quê tôi chạy một cái déo, chạy thoải mái luôn, đây đạp quá hai ba bước hết cái đường nè. Tông người tông kia nè, rồi cái không khí nè, nó ngột ngạt đủ thứ chuyện hết á. Rồi, trials, ok? Trials will come all the way. But faith cannot be tested if the faith cannot be used. Nếu mà đức tin của bạn mà bạn nói, Chúa ơi, con tin Chúa dữ lắm, mà Chúa nói, thôi để ta thử nha. Chúa ơi, Chúa đừng thử. Có một cái ông đi đến hội thánh. Cái ông nói, mục sư ơi, con có nhiều vấn đề quá. Con nguyện Chúa cho con thêm cái sự kiên nhẫn, nhẫn nại để với cái những cái vấn đề này đi. There's a man who a lot of troubles came to the church. Pastor, I have a lot of problems. May you pray for God that I can have more patience to deal with my problem. So the pastor pray. Cái ông mục sư cũng cầu nguyện. Chúa ơi, xin Chúa cho nhiều vấn đề hơn cho này nữa. Lord, bring more problems for this man. Huh? Oh, why you asking? I'm asking for patience. Why you asking me for more problems? Because there's more problems, then you be more patient. Wait for the Lord. Right? Càng nhiều vấn đề thì cái đức tin của mình nó càng lên, cái sự kiên nhẫn, sự nhẫn nại của mình càng lên. Right? Amen. And the Bible said, thou shalt not hearken unto the words of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you to know whether ye love the Lord your God with all your heart, with all your souls. Hey, do not blame your pastor. Do not blame the false teacher or the dreamer in the church. Every church has dreamers. That's the fact. Every church has destroyer. But do not blame that destroyer, because God gave that for what? He gave to prove your love, even you love him with all your heart or not. Đừng có nhìn vào mọi người mà thấy mọi người người ta tin Chúa, sao mà mục sư tôi thế này, mục sư tôi thế kia, truyền đạo thế này, truyền đạo thế kia. Bạn sẽ bị thất vọng. Và Chúa cho những người đó để thử cái đức tin của bạn mà thôi. Trong Kinh Thánh nói nè, đừng có lắng nghe những cái lời của những người truyền đạo, những người tiên tri, những người nằm mơ đó. Vì Đức Chúa Trời sử dụng những người đó để làm gì? Để thử cái chính mình của chúng ta, để cái lòng, cái tình yêu thương của chúng ta, giữa cái sự khó khăn đó chúng ta có yêu Chúa không? You are very easy to serve God if you in the church that full of wise person, godly Christian. But if you stay in the church that full of evil people, what will you do? Will you turn into blameful, evil with them, or are you thankful to God and always pray for them? You know what? If every time we give to the offering right and the offering give to missionaries in the work, if you know what missionaries are doing with the money in mission field, you will be disappointed. Many. That's a fact. But I tell you, you are giving not because of them, because of God. Just imagine, we lấy ví dụ, nếu như bạn gặp một người ăn xin, if you saw a beggar, cả quá hoàng beggar, cả quá hoàng Lula, and then Lula, tôi luôn cô mà hy ráp cô ăn lạy ông đi qua con lạy bà đi lại cho con miếng Lola ha, Lola. And then you have compassion of that person, bạn tỏ lòng yêu thương với người đó. You withdraw $100,000 and you give to that person, lấy 100,000 cho người đó. And just a few minutes later, you just drop by a coffee shop and drinking because you don't have much money, so you just pass by and you order a very cheapest coffee. Dừng lại quán cà phê, gọi cái ly cà phê mà rẻ tiền nhất ra uống thôi. Cà phê loãng thôi, rẻ tiền thôi, tại hết tiền rồi cho rồi.
and you look on another side in the aircon room, you saw that Lola is calling beef with wine and drinking. À, sau đó vừa uống cà phê cái nhìn thấy bên kia phòng cái cũng bà cụ đó đang ngồi ăn thịt bò uống rượu tây. What do you feel? How do you feel? Gà lít đi bà. Right? Because your purpose of giving is wrong. Bởi vì bạn giận bởi vì cái mục đích bạn cho là sai rồi. When you give to the poor, you have to say, Lord, I give it for you because you command us to love the poor and the widow. Lord, I give it to you. And when the old Lolo say, thank you, I said, no, you thank the wrong person. You thank Jesus. He's the one who give you. If your purpose is right, then you will not feel angry. Yet a little bit, but not much. Because your purpose in the first place is to the Lord, not to that person. Do not do out of your just movement out. I feel to give. Next Sunday, I don't feel to give. Next Sunday, oh, I have a lot of money, so I feel to give. No, do not do that. We give as we give to the Lord. Amen. Chúng ta hãy cho bởi vì chúng ta cho Đức Chúa Trời. Nếu mà người phụ nữ đó nói cảm ơn anh nhiều lắm. Không không, bà cảm ơn sai người rồi. Hãy cảm ơn Jesus. Jesus chính là người cho vậy. That's it. We give as we give to the Lord. I give many times and I cannot tell you the story, okay? Because if I say it to my members, one of the members will know who is that person. But it's really angry because that person used the money wrongfully. But it comfort me because it's not me who give to him. I give it to the Lord. Man. Okay? And what's that? Next. Uy, go back. Ecclesiastes chapter 9 verse 1. For all this I considered in my heart even to declare all this, that the righteous and the wise and the works are in the hand of God. No man knoweth either love or hated by all that is before them. You will not know who is truly faithful in your church. Among all the young kids that you are training, young people you are training, you will not know who is the one who really loves you and who is the one who hates you. Maybe he's appeared to be faithful, but later on it's turned out it's not. But sometimes he's appeared to be stubbornness, but later on he turned to be faithful. You will not know. The Bible said even the wise and the wisdom, the righteous man, will not know anything in the future. All just by in the hand of God. Chúng ta có những đứa học trò mà chúng ta dạy đúng không? Có những đứa rất là cứng đầu. Nhưng mà chúng ta không biết rằng có thể những đứa cứng đầu đó mai mốt trở thành những người tốt á, những người có tiền, những người làm ra, những người công dân tốt cho xã hội đó. Còn mấy người ngoan á lại trở thành mấy thằng ăn trộm, mấy thằng làm cái việc tầm bậy tầm bạ đó, giống như tập đoàn Alibaba đó. Okay. Yeah, you know Alibaba was a tập đoàn chứng khoán tập đoàn địa chất Alibaba đúng không? Thằng đó cực kỳ thông minh, cực kỳ ta đại học ra mà đọc luật ra mà cực kỳ thông minh luôn. Nhưng mà cuối cùng nó lại lừa người ta và lấy tiền đó. Mình không biết được Kinh Thánh chép gì. Dù cho những người thông minh, thông thái, công bình cũng chẳng biết gì tương lai hết. Dù yêu hay dù ghét đều nằm trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết ai yêu chúng ta thật và chúng ta chẳng biết ai ghét chúng ta thật. Chưa biết. Vậy thì chúng ta nắm vào đâu? When you on the boat and the boat is shaking, will you hold on the flowers? You float on this one? Hold on this one? You hold on something that's hard. Right? Khi mà chúng ta trên chiếc thuyền mà chiếc thuyền đang lắc lư này giữa biển á,
chúng ta nắm vô đâu đây? Nắm vô chậu bông, nắm vô cây, nắm vô cái cột tùy cái nào mà cứng nhất nắm vô, đúng không? So people are just shaking, it's untrustable, but God is a stronghold for those who trust in Him. So we have to hold on God for our future. Number three and the last, amen. Looking for the mercy of Jesus. We all hear that grace, peace, and mercy be unto you, my brother. Grace, peace, and mercy be unto you, brother. Okay, these greetings are common, but grace usually talk to the Romans or the Greek. They talk about grace, that we greet each other grace. But the Jewish, peace, shalom, peace, peace. Because their whole history full of war and blood and fighting. So they are longing for peace. So when they're greeting each other, peace, peace, peace. But for the Gentiles, they're looking for the mercy, mercy, mercy. To love mercy. Because to do justice and to love mercy. Because Gentiles are actually all of us are undeserved to receive God's mercy. But because of His mercy that we are here. I know the song said, why you have leave your throne above and come to this world and die for us? He's abandoned His throne. What's that? In the kingdom above to rescue a sinner like me. See that? Because of His mercy that we are here. And the grace is the throne of God, right? The throne of grace. But the seat is the seat of mercy. The Ark of the Covenant, we see the Ark. Where's the Ark? Show me the Ark. You see that? The cover or the lid is we call the mercy seat. Okay? It's not the gold seat, the glorious seat, but the mercy seat. Amen. The seat of God is a mercy seat. We looking for the mercy of Christ bestowed upon us. Psalm 51 verse 1. Over there, next one, there. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to thy multitude tender mercies, blot out my transgressions. This is David speaking when he doing something bad. But God, have mercy on me. Because what? The multitude of thy tender mercy. God is so, so merciful. That's the thing that I experience. God is so merciful upon my life. We have to look for and expecting and waiting for the Lord to receive that mercy unto yourself. 1 Timothy 1:13. Who was, Apostle Paul, who was before a blasphemer and a persecutor and an injurious, but I obtained mercy because I did it in ignorantly in unbelief. So when he was unbelief, God gave him the merciful forgiveness to blot him out and forgive his sins and put him the ministry. And what is that? Howbeit, for this cause, for the cause of the gospel, I obtain mercy that in me first Jesus Christ may show forth all long suffering for a pardon to them which should be hereafter believe on him to life everlasting. Apostle Paul, he was unbeliever and he was a persecutor of the church, but he received the mercy of God. And because of the mercy of God, he was forgiven. And because of the mercy of God, God put him into the apostle position. And because of the mercies of God, God put him in the prison. Bucket. How come a merciful and put a person in prison? Tại sao lòng thương xót của Đức Chúa Trời lại bỏ Paulo vô trong tù à? Tại sao vậy? Why? Because he gave this to a pardon to them which should hereafter believe to him
believe on him to everlasting life. He's a pardon for us. We are trials like you complain, we are complaining a lot. How much more Apostle Paul? He's just a pardon. We look at him, we are more blessed than him. Compared to him, he's in prison. He's so, you know, he was beaten, he was rechecked. Damn it, shipwreck, day and night in the deep, in the water, swimming, shipwreck, right? And then he was naked, hungry, thirsty, was stoned even unto almost dead. The people drag him out. Damn it, things. But he said that it's a pattern for us. Yeah. We have to hold on our faith. And the last, 2 Corinthians there. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Brethren, as we have received the mercy of God, we faint not. We faint not in serving the Lord. Because everything we do, not for people, but for the Lord. Amen? Yeah. In this first world, first mission conference, I want to challenge each one of you, the Church of God, to stand in your faith, to hold on your holy faith. That's the gospel. That is Jesus Christ. Despite of the circumstances around you, despite of the evils around you, despite of the temptations around you, hold on your faith. Always praying in the Holy Spirit. Hold on in the love of God, keeping yourself in the love of God. You should not care how much people love you. You should care how much God loves you. Stay in the love of God. And finally, looking toward the merciful of Jesus. Someday, Jesus will deliver it out of your problems. Jesus will help you, pluck you out of your problems, to put you in there beside him in heaven. Amen. Hold on your faith. Amen. Let's just thanks to God. Amen. Amen. Thank you, Pastor Skel. Thank you for encouraging us through the Word of God. Thank you, Lord, for using him to challenge us. Amen. 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 The message is very clear for